Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng tiếp tục chia sẻ với anh em về cái chuỗi vệ sinh xe Jupiter nha. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với anh em về cách mình vệ sinh cái lọc xăng nha. Lọc xăng của chiếc xe Jupiter á, khi mà chúng ta chạy một thời gian á thì tầm mười mấy hai chục ngàn á, thì cái đó cũng đã quá lâu rồi. Quá lâu thì đôi lúc chúng ta đổ xăng ngoài cây xăng á thì thường cũng chưa có đảm bảo lắm. Thì nếu mà các bạn kỹ á thì các bạn nên dành chút thời gian để mình mua một số đồ nghề đơn giản thôi, mình về mình tự vệ sinh ở nhà thì nó sẽ tiết kiệm và nó giảm chi phí cho các bạn, thay vì các bạn ra tiệm chắc cũng cầm 100-200 ngàn á, mà đôi lúc ta vệ sinh cũng chưa có biết như thế nào, vì xe của mình mà mình lúc nào mình cũng sẽ kỹ hơn cái người thợ hết. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cách mình vệ sinh và một số công cụ mình chuẩn bị luôn nha. Ok, mình vô luôn. Thì mình chia sẻ với anh em một số công cụ nha. Cái hộp này Thiện Hãm mình chia sẻ cho anh em rồi, hộp này mình mua cũng xài cũng nhiều cái tiện lợi đó. Thì hiện nay mình thấy vệ sinh cái bình lọc xăng á thì cũng sử dụng tới cái này nè. Mình thấy cái này nó cũng đơn giản, và mình thấy mình sử dụng cái cây này nè. Đó. Cây này với một cái đây nè. Cái đó dạng mở cái lục giác á. Mình thấy cái này gắn vô này là ok nè. Đó. Đó. Mình có thể mở bằng cái này nha. Ok. Này mình sử dụng cái này thôi. Và các anh em la tiệm mình mua thêm 10 ngàn hoặc mười mấy ngàn xăng á, độ mình mua 10 ngàn cái bình này mình xài hãm lại cũng chưa có hết nữa, thì mình lấy khoảng nhiêu đây mình để mình vệ sinh luôn nha. Và thêm một cái cây nhọn nhọn vậy nè, để cho chúng ta mở mấy cái mấu khóa cho nó dễ nha. Cây nhọn nhọn có thể anh em nhà lấy cái cây nào, cái kim hay gì đó cũng được. Ok. Và anh em chuẩn bị mình thì đấy, mình lấy cái son luôn, anh em nào có cái thau nhôm hay gì đó để mình đựng nước xăng nha, để mình vệ sinh luôn cho nó ok. Và anh em có thể lấy khăn này nọ để đem theo mình lau chùi nước xăng này nọ cho nó tránh nó hôi hám tùm lum nha. Và thêm đây một miếng giấy này nọ để anh em che lại cái phần mà chút nữa mình tháo ra mình vệ sinh á. Ok. Ok, thì trước khi mình vào phần vệ sinh cái phần lọc xăng thì mình lưu ý với anh em, thì anh em nếu mà anh em ở quê thì mình nên đem xe này để mình ra ngoài vườn của mình á, hoặc không thôi ra ngoài ruộng gì đó cho nó trống trải, một mình cho mình dễ có tập trung mình vệ sinh cái phần lọc xăng cho nó dễ nha. Còn anh em nào ở thành phố lớn hay gì đó thì mình nên lựa chỗ nào yên tĩnh để mình vệ sinh, để mình tập trung mình làm cho nó sạch sẽ, vì cái phần này nó ảnh hưởng tới vấn đề hút xăng, bơm xăng của chiếc xe mình nha. Ok, thì cái đó là số lưu ý. Thì mình vào làm luôn. Giờ mình mở cái cốp xe lên. Thì anh em mở cái cốp xe là cái phần này là cái phần riêng nha, chúng ta không có đụng tới phần này nha, chúng ta chỉ đụng cái phần bên trong đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra luôn. Các bạn chuẩn bị cái phần này nè, phần lục giác này nè, để mở bốn con ốc này ra nè. Thì cái bốn ốc này các bạn nên khi trước khi mở á, và thêm một cái cây nhọn nhọn vậy nè, để mình dễ tháo cái này nè, tháo này với này nè, cho nó không có bị gãi cái mấu nha. Các bạn chuẩn bị cái miếng khăn hay là miếng này cũng được, miếng bông gòn cũng được, để chúng ta để ngay đây nè, để ngay cái mấu nè, cho nó tránh hư, nó bị trầy xước ốc nha. Các bạn để vô, chặt vô, các bạn dặn từ phải sang trái nha, là nó mở nha. Đây. Khi dặn chúng ta dặn đều luôn, dặn đều tất cả bốn con luôn. Chúng ta thời gian chúng ta bỏ liều liều, đôi lúc chúng ta rửa này nọ nước nó vô đây nè, nó thấm làm cái miếng này bị sét nè. Đôi lúc mình có cái miếng nãy mình che lên, đôi lúc mình không để ý thì mình nhìn lại nè, nó sét rồi. Nên các bạn khi nào mua xe về mình cẩn thận, mình vệ sinh thường xuyên á, khoảng chừng 10 ngàn hoặc mười mấy ngàn cây, hoặc đôi lúc không cần đó, các bạn cảm thấy lâu lâu các bạn cứ vệ sinh.
rồi mình dặn là xong mình lấy tay mình tháo ra luôn, tháo cái ốc này. Để mấy ngóc này nè, anh em tránh mắt, anh em bỏ vô cốp xe luôn đi. Đây, bỏ thẳng vô cốp xe luôn. Anh giúp mình lắp lại thì mình làm cho nó nhanh nha, để tránh tình trạng mất mát rồi mất công đi kiếm tùm lum không có nữa. Ok, thì đó là phần 4 con ốc này nè. Theo là cái phần hai cái chấu này nè, chấu này với chấu này. Thì anh em để ý cái phần mình tránh mình làm mạnh tay quá nha, cứ từ từ thôi. Cái này có thể anh em sử dụng cái nào nhỏ nhọn nè, còn này cái bên đây thì không cần đâu. Cái anh em chỉ cần biết cái thế mình bấm đây nè, mình bấm cái mí ngoài đây nè, mình đè xuống là mình rút. Tới cái phần mấu này nó mới quan trọng nha. Mấu này nó cái dạng nó ấy á, nó có cái khớp á, anh em cẩn thận. Và mình cũng không nên giật cái khớp này ra đi luôn nha. Chúng ta chỉ giật hơi thôi để chúng ta rút cái này ra cho nó dễ thôi. Thì mình chia sẻ anh em làm luôn. Thì tới cái phần mấu này nè, thì các bạn lấy một cái kim gì đó nhọn á, chúng ta có cái mấu ngoài đây nè, cái mấu chốt màu xanh nè. Các bạn nại nhẹ thôi, nại nhẹ ở đây chịu cái ngón tay vô để đây. Và mình để đi, đôi lúc các anh em nào có móng tay thì khỏi dùng cái này luôn nha. Chúng ta để vậy rồi chúng ta kéo ra. Đó. Các bạn kéo ra khoảng tầm cỡ đây thôi nha. Kéo ra từ cái mí bên trong nè, cái khớp này kéo ra tầm tới đây thôi. Đừng có nên tháo ra luôn cái miếng màu xanh này nha. Để mất công tháo ra tháo vô nó bị gãi, mất công đi kiếm mua nó hơi cực nha. Rồi phản quan nữa vậy thôi, rồi nó bắt đầu mình rút ra luôn. Mình chịu cái này với cái này để mình rút ra luôn. Rồi, tức là để này. Khi mà các bạn đã rút mấy cái mấu chốt ra đó, thì chúng ta để cái mấu chốt này đây nè, chúng ta gác vào đây cho nó trống. Và cái chốt này nè, chốt này nãy nó vậy nè, chúng ta đè xuống đây, nhét vô đây nè cho nó trống này, để chúng ta đem cái này ra cho nó dễ nha. Và khi mà đem cái này ra, các bạn đem cái thao hay là cái gì đó hứng để tránh nó nhiễu xăng tùm lum nha. Ta lấy cái này ra chứ là lấy từ cái là nha. Đầu tiên mình lấy cái này ra trước, lấy cái miếng nhơ này ra một chút nữa, mấy cái này dơ nè, chúng ta lấy bằng chải lấy xăng mình chà cho nó sạch luôn nha, để trong cốp xe luôn. Khi mà các bạn làm, chúng ta làm theo cái chiều của nó nè, làm theo cái chiều thì nó sẽ ra rất ngọt nha. Đừng có giật mạnh quá đôi lúc nó sức ra luôn. Ok, thì đây này ra thì cái chỗ này trống nè, anh em lấy một quyển sách hay miếng giấy gì mình che lại nha, tránh tình trạng ba cái đồ dơ này nọ nó bay vô trong thời gian mình làm á, mình đậy lại luôn. Đem cái lọc đó ra đây nè, thì cái lọc này nó có hai phần nha. Cái phần đây là cái phần bơm nè, còn cái này là cái lọc nè. Bạn nào biết thì mình tháo cái này ra luôn, nhưng mà đôi lúc tháo ra mất công lắp ra lắp vô mất thời gian quá, mình để vậy mình vệ sinh luôn nha. Chúng ta dùng một ít xăng này nè, chúng ta chế vô khoảng một chút thôi để chúng ta vệ sinh hai ba lần. Các bạn đập nhẹ nhẹ cho nó ra từ từ nha.
Thì sau một hồi đập cái nước đầu tiên nè các bạn, mình cứ đập sơ sơ, mình chưa có đụng gì tới á, mà nước nó đã đen thui vậy nè, là mình biết cái xăng chúng ta đổ hàng ngày nó ảnh hưởng tới cái lọc này nó cỡ nào nha. Nếu mà anh em không vệ sinh á thì nó từ từ máy nó sẽ hút không có đủ cái lượng xăng và nó ảnh hưởng tới cái máy nhiều lắm nè. Thì mới lượt có nước đầu tiên à, nó đen như nước lọ nồi vậy nha. Ok, này nước đầu tiên mình đổ, mình sẽ làm nước thứ hai luôn nha. Mình vệ sinh cái lọc á, thì bây giờ cho các bạn coi về cái nước từ nãy giờ mình vệ sinh cho nó đen như thế nào nha. Đây, đây cho anh em coi luôn nè. Khi mà các bạn không vệ sinh á, hoặc các bạn bỏ liều lèo thì mình đổ xăng nè, mình đổ xăng A95 á, nhưng mà thời gian mình bẫy nó cặn thấy nóng lạnh không nè, nó đen thui luôn, thì làm sao mà máy chạy tốt được. Bây giờ thì tới công đoạn chúng ta lắp lại như ban đầu nha. Thì nãy các bạn lấy máy này theo thứ tự như thế nào thì giờ mình lắp lại như thế đó. Ok, các bạn để theo cái dòng tua nè cho nó vừa khớp vô luôn. Chúng ta để theo chiều vậy đó, để theo chiều như vậy nè. Bên đây thì qua cái mấu bên đây, cái này thì mấu xuống đây. Nếu mình lấy cái mấu này nè, chúng ta trùm lên, chúng ta trùm theo cái chiều này nè nha. Cái chiều có cái cọng dây này cho nó hướng vô bên cái đồ để cấp xe nè, nó ăn khớp nha. Ta nhắc lên chút. Đây, mấu như thế này nè. Đây mấu như thế này nè, là ok đó. Chúng ta lấy bốn con ốc hồi nãy chúng ta tháo lắp như thế nào á, thì chúng ta để vô luôn. Bạn nhớ mình dặn theo thứ tự đối xứng nha. Thí dụ bên đây thì đối xứng bên đây nha. Để bốn ốc luôn đi, rồi mình sẽ dặn sau. Ok, lấy này dặn. Thì dặn các bạn vịn nha, vịn cái nắp này cho nó cố định, dễ dặn. Ok, thì bây giờ chúng ta lắp theo thứ tự luôn nè. Cái này nè, cái này chúng ta đút vô đây. Các bạn đẩy mạnh vô. Và có cái mấu màu xanh chỗ này nè, chúng ta bóp lại, lấy tay. Khi cái mấu màu xanh này nè, các bạn bóp lại như vậy thì nó hơi cứng. Do cái mấu chốt chỗ này nè, các bạn lấy cây kim này, mình đẩy cái mấu chỗ này nè. Đẩy cái mấu chỗ này nè. Thì đẩy về đây nè, thì các bạn bóp vô thì nó dễ hơn nha. Ok, thì nó vô khớp rồi đó. Còn ở bên đây thì nó dễ hơn. Đây chúng ta để như nè, chúng ta đẩy vô là xong. Đây đó. Ok, vậy là các bạn để vậy rồi, bắt đầu mình mở chìa khóa lên mình thử nha. Để chúng ta kiểm tra, chúng ta mở cái chìa khóa lên 2-3 lần nha. Cây nó hút xăng, cây nó có bị nhỏ giọt ở đây không nha. Để tránh tình trạng nó bị, khi mà mấy cái khớp này nè nó chưa vô khớp thì nó bị nhỏ xăng, mất công mà anh em chạy nó hôi đình luôn nha. Mình mở tới mở lui 2-3 lần đó. Ok, thì bây giờ mình nổ máy luôn thử làm sao.
khi mà nổ máy thì cái này nè nó sẽ hút xăng. Nếu mà anh em thấy ở đây đây ướt thì anh em nên cẩn thận mình tháo ra, mình lắp lại từ đầu nha, để mất công mình chạy ngoài đường á nó dằn quá rồi đôi lúc nó nhiễu giọt ở đây nè thì cái lượng xăng các bạn bơm lên nó bị thiếu nha, máy nó sẽ bị hộc. Ok thì mình thấy ổn rồi đó, bây giờ mình sẽ lắp lại. Nhớ cái mấu này nè, cái mấu này thì mình để như vậy, mình bấm vô đó. Nó có cái khớp ở đây hết nè, anh em cứ bóp vô là cái khớp nó co lại là nó giãn ra là ok đó. Thì mấy cái phần này nè, nếu mà cái nào dơ thì anh em lấy khăn mình lau chùi lại luôn rồi mình hãy lắp vô nha. Thì nãy giờ mình chia sẻ với anh em về vệ sinh cái phần lọc xăng á, thì anh em nhớ mình đi khoảng chừng thời gian chừng 10.000 trở xuống đi thì anh em nên vệ sinh thì nó sẽ đỡ cực hơn nha. Ở lúc mình để lâu quá mình vệ sinh nước nó đen, anh em phải vệ sinh mấy lần như mình thì sẽ mất thời gian hơn. Thì cái đó thì mình chia sẻ anh em một cách chi tiết nhất nha. Video có thể là hơi dài nhưng mà anh em rảnh thì mình dành thời gian mình coi nha, chứ đôi lúc mình chỉ qua lo quá thì anh em làm không được, mất công nó hư nó gãi này nọ, đôi lúc phải mất tốn tiền ra thợ thầy nữa, mất thời gian. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Xin chào anh em.